bác cùng với chúng ta có anh người nhện Spider-Man. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một nhân vật. Bạn ấy rất là yêu những bông hoa và sẽ tạo mật. Các bé có đoán được đó là nhân vật nào không? Đó chính là một chú ong. Ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cái bút chì, tẩy và một chút màu vẽ. Chúng ta sẽ bắt đầu nhau vẽ chú ong nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ một hình bầu dục như thế này, dài xuống làm thân của chú ong này. Sau đó chúng ta vẽ hình tròn ở phía trên, làm đầu của chú ong. Thank you.
Thank you.
Vâng, xin chào các bé. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bức tranh chú ong bi cùng Spiderman tô màu rồi đó. Các bé hãy vẽ thật đẹp, tô màu thật đẹp và gửi cho ông bà bố mẹ mình xem nhé. Gửi cho bà bố mẹ mình xem. Bạn nào vẽ đẹp gửi cho chị Elsa và anh Spiderman thì chúng ta sẽ nhận được quà nhé. Chúc các bé thành công. Xin chào.